Hôm nay mình đi chợ hoa Tết nè, ở dưới Los Angeles, chợ hoa LA. Chợ này là chợ đầu mối hoa cây kiểng các loại ha. Những cái người mà bán hoa ở các cái chợ, người ta về đây người ta lấy hoa sỉ để người ta về người ta bán lại á. Rất là nhiều loại hoa, muôn màu muôn sắc luôn. Đây hoa hồng các loại. Đẹp ghê không? Bên đây thì cây lá, cây kiển. Đây hoa hồng. Đây hoa hồng lớn nè, đủ màu sắc đẹp luôn không? Hôm nay mình đi xuống đây để mình mua hoa mai về chân Tết với lại hoa layer, nó hoa huệ đỏ đó. Lần trước có một cái cô có mua một bó mai lớn, mai này ở đây là nó 10 bó nhỏ trong một cái bó lớn này nó là 215 đồng. Ở đây người ta có để giá sẵn hết trên mọi. Một bó là bao nhiêu này? 10 đồng rưỡi, 9 đồng rưỡi, 12 đồng rưỡi. Cái anh này anh mua hai cành đào, hai cái bó đào đẹp quá. Nếu mình hỏi giá mà. Bao nhiêu một bó đó vậy? 15 rưỡi. Rẻ đấy chị. Để mình mua hoa đào. Mình mua được hai bó đào, hai bó mai, hai bó huệ đỏ với lại 6 chậu lan. Ở đây người ta bán hoa giả bị treo nữa nè. Muôn màu muôn sắc đẹp quá. Đằng kia có những cái loại hoa khô để mình cắm xe vô. Chỗ này nãy mình mua lan nè. Đẹp quá ha. Bài kha ha. Ở đây người ta bán chậu với bán mấy cái hộp quà. Đây nè, chậu nè. Xí mình mua cái chậu nè. Cái bình hoa. Để vô coi giá bình bao nhiêu. Con nè, đẹp không? Ở đây người ta bán bông tú cầu với hoa hồng quá trời luôn. Ai thích bông tú cầu thì xuống đây là tha hồ lựa. Hoa hồng nè. Rất là đẹp. Tú cầu có màu hồng nữa nè. Trắng và hồng. Bông bi nữa kìa. Bông bi 6 đồng rưỡi một bó. There you go. Bông cúc 4 đồng rưỡi.
Chú biết nè, 9 đồng trên trên. Mình mua thêm 4 bó layer này mà có 12 đồng nè, 4 màu. Quá đẹp luôn ha. To. Thôi bây giờ mình đi về. Bông này là nó làm sẵn nè. Ra từng bó từng bó. Đây người ta mua cúc nguyên bình đẹp luôn ha. Ở đây họ hoa này đủ màu hết hả? Thôi bây giờ mình đi về, mình coi mình được bao nhiêu thôi nha. Rồi đây là thành quả của ngày hôm nay mình đi chợ hoa ha. Đó, mình mua được 2 bó hoa đào nè là 30 đồng. Rồi 4 bó hoa mai Nhật là 120, 30 đồng một bó ha. Còn mình mua cái lan nhỏ nhỏ này nè để mình cắm sen vô cái lan ngày hôm qua mình mua ở Trader Joe á. Đây mình mua 7 đồng một chậu như vậy. Đó, mình mua 6 chậu để mình cắm ha. Rồi mình mua được 30 hoa layer hoa hồi đỏ nè. Chưa cắm còn trong bọc. Rồi mình mua được 4 bó hoa cẩm chướng 4 màu khác nhau. Rất là đẹp luôn. Rồi, nhiêu đó thôi là hết tiền rồi. Rồi nếu mà các bạn thích mua hoa, thích yêu hoa thì hãy đi lên trên chợ hoa sĩ ở trên Lot ha. Để mình mua thì nó được giá rẻ và mình mua được nhiều hoa để trang trí cho ngôi nhà của mình ngày Tết nha. Chào tạm biệt. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và thành công. Bye bye.